Xin kính chào tất cả anh em yêu mến cơ khí và xe máy trên cả nước nha. Ngày hôm nay mình xin giới thiệu với anh em là ba củ đánh bóng. Ba củ đánh bóng này là nếu mà mình làm thay vì anh em là muốn đánh bóng thì anh em phải sắm là 4 củ, 5 củ và 6 củ để sử dụng tới cái tông 70-72 ly. Thì bây giờ với một cái combo này là chúng ta sẽ đánh được lên tới cái tông 80 ly luôn nha anh em. Thì thông số như sau. Thì mình sẽ nêu lên cho anh em xem ha. Một cái củ đánh bóng này nhỏ nhất nè. Đó, là mình sẽ đánh bóng được từ cái tông 38 cho tới cái tông 62 ha. Nhưng mà trong phạm vi an toàn á, thì mình đánh thì từ 38 cho tới 60 là thấy ok rồi. Nhưng mà này vẫn đến 62. Còn một cái bộ thứ hai là chúng ta sẽ đánh được từ 49 ha, tức là cái tông nghiêm trọng cho tới là 77 ha. Là cái này là coi chỉ cần hai củ này là mình thấy là cỡ xe máy là mình đánh dư sức rồi nha anh em. Cả tới xe độ luôn. Xe độ mà để cái tông 72 76 ly đó là mình đánh được hết luôn. Còn nếu mà mình muốn cho nó cứng cáp hơn, ngon hơn nhiều ha. Thì đó thì mình lấy cái củ này là được 58 đến 83. Thì củ 58 này thì chúng ta đánh được 58, 59, 60, 62 ha, 70, 72 rồi đó. Thì muốn mình muốn vững hơn thì mình cứ chọn lựa cái bên đây. Thì mình để mình đo thông số cho anh em xem. Anh em thấy không? Những củ đánh bóng mình là mình làm, mình đã gia công hết tất cả mọi thứ rồi. Ha, về anh em chỉ cần anh em là anh em sử dụng thôi. Đây. Mà anh em xem ha, mặt đá nè, rất là mịn. Mình làm xong hết toàn bộ rồi. Bây giờ mình sẽ đo thông số lại anh em xem ha. Rồi, cái củ này á thì về thông nè. Nha, mình so nó về không nha nè. Rồi. Giờ mình đo chúng ta đo đang ở đây nè. Chúng ta đo là 39. Bóp nhỏ lại. Nó là 37. 37 rưỡi ha. Nè, 37 rưỡi đi, tạm tính 37 rưỡi đi. Tại cái này mình đánh cái xi lông 38 á thì lấy 37 rưỡi là vừa. Ra mình tạm tính mình ghi đây là 37 ha. Anh em xem ha. Rồi mình tăng lên hết luôn ha anh em. Cái bộ bên mình á nó được con cái là nó mình làm nó rất là nhẹ nhàng. Anh em bung ra nó rất là có cảm giác ha. Anh em thấy không? Bung vậy. Bung nó hở ra. Rồi lát nữa sau mình giới thiệu cho anh em xem ha. Rồi lát nữa là mình ra ngoài đó mình đánh bóng trực tiếp trên xi lanh cho anh em xem luôn. Đây, anh em thấy nè, tăng lên tới chưa? Thì mình đo ha, cái này là mình làm thực tế nè. 62,5 nè, 62,46 nè. Anh em thấy nè, 62,46. Thì chúng ta ghi lại 62, hồi nãy là 37,5. Thì chúng ta ghi 37, 62,5 thì chúng ta ghi 62. Đó, thì cái bộ này đi. Anh em muốn đánh từ, nếu mà những cái bộ thông thường á, thì anh em muốn đánh được tới 62 này á, thì anh em phải sắm là 3 bộ ha. Bây giờ anh em chỉ sắm một bộ thôi ha, là đánh được tới 62. Rồi, cái này mình bỏ qua một bên anh em ạ. Đây này thấy không? Cái bộ của mình đó anh em, nó rất là nhẹ nhàng nè, anh em thấy nè. Còn cái bộ của anh em mua ngoài thị trường này, tầm anh em phải dặn như này. Anh em phải dặn rất là nặng. Cho nên mình đánh mình không có cảm giác được anh em. Còn cái bộ mình là mình bóp, mình máy mình đang chạy mình bóp thoải mái luôn. Còn cái bộ kia, cái bộ mà ngoài thị trường á, anh em làm anh thấy tương tự này ha, là không có, mình không, cái máy đang chạy là không có bóp được ha. Bóp được là nó ăn vô là nó bị bó luôn cái xi lanh luôn ha. Và anh em thấy nè, cái bộ mình làm nó có một điều là tuyệt nè, anh em thấy nè, kéo ra nè, chạy vô nè, anh em thấy không? Rồi bây giờ mình bỏ bộ này qua một bên, mình giới thiệu cho anh em cái bộ thứ hai. Bộ thứ hai này á, là mình sẽ đánh được từ 49 cho tới 77. Đó. Nè, những cái bộ bên mình nè. Nè, em thấy nè. Nè, kéo ra nè. Đó, kéo ra nè. Đó. Nó phải nhẹ nhàng gì anh em. Nó nhẹ nhàng nè. Đó, kéo ra anh em thấy nè, da vô nè. Rồi bây giờ mình sẽ mình dặn hết vào. Mình đo thử cho anh em có phải là từ 49. Rồi chúng ta tạm ghi cho đây là 49 ha. Thì anh em lấy cái số nè, lấy số này anh em trừ là anh em sẽ biết bao nhiêu ly rồi. Ví dụ như hồi nãy ở đây nè, nó là 62 là chúng ta trừ 37 là nó ra 25 ly ha, 25 ly, nhưng mà bây giờ chúng ta tạm tính nó là 20 ly đi cho nó chọn. Anh em thấy mấy cái bộ mình làm tăng rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng. Tăng mà anh em tăng, thấy anh em tăng hoài, tăng hoài, tăng thấy đã kìa. Còn những cái bộ ngoài thị trường ha, anh em phải cầm này, anh em phải dặn rất là khó khăn chứ nó không nhẹ gì đâu.
rồi 49. Rồi bây giờ chúng ta đo cạnh ngoài xem nó là bao nhiêu ha. Đây 77 46 ha, thì chúng ta tạm gọi là 77 ha. Thì 77 thì 77 trừ cho 49 này nữa tới 28 ly lận anh em, mà chúng ta là tạm gọi là 25 ly gì đó. Đâu quá quá tuyệt vời. Bộ trên thị trường thì anh em thấy là 78 ly rất là nhẹ nhàng, thậm chí cả những bộ lớn này nó cũng rất là nhẹ ha. Rồi bộ tiếp theo, bộ tiếp theo là bộ này sẽ tăng được từ 58 cho tới 82 ly. Tiến hành mày đo anh em xem luôn ha. Cái này là đá mình gia công nha, nên là mình muốn dớt bao nhiêu thì tùy anh em, muốn gia công bao nhiêu thì báo mình ha. 58 ly ha, 58 04, mình tính 58 đi. Anh em thấy là cái bộ càng lớn là nó càng nặng nha, nhưng mà bên mình vẫn làm nhẹ nhẹ bình thường ha. Anh em mà có lỡ mà mua những cái dạng của đánh bóng như thế này ha, mà về mà sử dụng mà nó không có hiệu quả thì anh em không muốn xài nữa thì bán lại cho mình ha, giá 50% giá trên thị trường là mình mua, là mình chỉ mua cái lỗi này thôi nha anh em. Rồi mấy phần này, cái phần này mình bỏ hết ha, anh em cứ mở anh em lấy đá lại, mình chỉ mua phần lỗi thôi, bây giờ mình sẽ sửa lại nha. Còn anh em nào mà muốn thấy nó linh hoạt ngon quá mà muốn nhận giống sử dụng nó thì cứ liên hệ mình ha, rồi gửi về cho mình sẽ tiến hành mình mở, mình sẽ nhận lại của anh em ha, rồi mình sẽ mở ra mình làm hết tất cả cái đường chuột ở trong ha, rồi mình dán đá mình làm lại hết luôn, nói chung là full lại hết cho anh em luôn. Rồi, anh em chỉ về anh em chỉ xài thôi, sử dụng thôi nha. Anh em thấy không? Qua đó, cái màn hình nó hơi hẹp á, anh em chịu khó ha. Đây anh em xem lên 83 83 86 nè, đây 83 86 là gần 84 84, như mình tạm ghi cho đây là 83 thôi. Nói chung những củ đá này nó sẽ tăng được là 25 ly anh em. Củ đá này sẽ tăng được 25 ly. Anh em mà khi mà sử dụng á, mà anh em thấy cái nó kiểu như anh em chưa có làm được hết cái chỗ thằng này thì anh em cứ liên hệ mình ha, mình sẽ tiến hành mình sửa hết các đường cạnh ở phía trong, rồi mình chuyển tiến hành mình sửa hết tất cả các thay hết đá, rồi mình sửa lại hết cho anh em. Đó, thì anh em thấy thì bây giờ tạm gọi cái này củ đá số 1, củ đá số 2 và đây là củ đá số 3. Còn anh em cần làm củ đá số mấy ha, thì liên hệ mình ha, qua số điện thoại 0925 557 667. Và anh em có muốn cần mà gia công lại những củ đá mình đang xài đời này cũng được mà đời trước cũng được ha, thì cũng liên hệ cho mình ha, mình sẽ tại vì thật sự ai làm cũng được anh em, ai làm cũng được thì làm thời gian sẽ được thôi ha. Nhưng mà có cái là mình thứ nhất là mình chuyên về cái mảng này, sửa chữa căn chỉnh ha, thì mình làm nó sẽ lẹ hơn anh em. Còn anh em không có thời gian thì anh em cứ gửi về cho mình ha, mình sẽ thay anh em làm những công việc đó. Còn anh em chỉ việc bỏ ít tiền thôi ha, và anh em sẽ khỏi mất thời gian vào những cái bộ này ha, và anh em làm những cái món đồ khác, rồi anh em có thu nhập đó, anh em sẽ gửi cho mình cái tiền đã làm của đá này lại. Rồi cảm ơn anh em đã quan tâm và ủng hộ ha. Rồi bây giờ mình sẽ lại dùng ba củ đánh bóng này ha, mình ra ngoài mình đánh trực tiếp cho anh em xem luôn ha. Thì khi mà anh em thấy nó lúc mà mình chưa có đánh trên cái xe lăn này, nó sẽ có cái màu vàng ha, và nó sẽ có màu xanh. Còn khi mà mình đã đánh bóng lên rồi á ha, thì mỗi lần lúc mình làm cho khách á, là mình sẽ đánh bóng mình test lên, mình test luôn xem thử coi cái độ chuẩn và cái độ rung nó như thế nào, rồi nó chuẩn cho mình sẽ gửi cho anh em. Thì khi mà anh em nhận về thì trên bề mặt này nó sẽ đen ha, rồi trên bề mặt này nó cũng cũng đen ha, thì anh em cũng không có thấy lấy gì làm lạ ha, tại cái đó là do mình đánh tiếp xúc với cái xi lanh rồi, cho nên là nó sẽ đen. Rồi ok anh em ha, để tiến hành mình đánh bóng anh em xem nha. Rồi cảm ơn anh em. Rồi bánh chào anh em ha, đây mình sẽ tiến hành mình thử đánh bóng trên mấy những cái củ mà anh em đã đặt ha. Thì cái này là của anh Khanh ha, cái này của anh Khanh. Rồi cái bộ này là của anh Dũng, bộ này của anh Dũng nè, bộ này 49 tới 77 nè. Còn bộ này là của anh Phong, là ba bộ này là mình làm mới nha. Bộ này là của anh Thành, anh Thành gửi về làm. Cái bộ này là anh Thành sử dụng mà không hiệu quả nè, anh Thành để gửi về làm. Thì mình sẽ test hết những cái củ này nha anh em, nhưng mà hiện tại thì mình không có cái lòng 62 còn có lòng mới không mà, cho nên không dám lấy ra đánh. Thì mình sẽ đánh hết ba cái củ này, thì mình đánh những cái củ nhỏ đây mà nó ok ngon là mấy củ lớn là dễ dàng rồi. Rồi thêm nữa anh Khanh, anh có đặt một cái bộ lắc léo nè bên mình nè, bây giờ tiến hành mình đánh trên cái củ lắc léo của khách luôn.
Còn đây là những cái củ lắp léo mà của khách hàng đặt trước đó, mình đang chuẩn bị mình gia công, mình lắp ráp lại rồi mình giao cho khách ha. Đây, mình lắp. Còn đây đánh cho cái củ của khách luôn nha. Cái bộ này của anh Thanh đặt. Để tay giặt đi ra. Mình đi làm mình lười thật thì thật nha. Lúc anh em đắt ấy, cái lông đờn này nè, anh em mở ra anh em vệ sinh cho nó sạch sẽ. Còn anh em mà được con cá, anh em tiện cái lông đờn mới luôn. Cái lông đờn theo cái máy công nghệ này nó bị nhiễn anh em, nó không có được thả. Rồi, lấy củ lắp léo mới. Cái củ này của khách luôn nha anh em. Anh em nhận hay hơi được rồi, đánh là tự động nó xếp vô. Cái xi lanh này để mình đo thử coi. Cái thước kia mình bỏ đâu à? Lấy cái thước cùi này. Em thấy cái thước này ngộ anh em. Cái thước hết ham. Nó che cho mình để mình đo đồ chuyên dụng của mình. 55 nha anh em. Xi lanh này 55. Mình đánh trên cái máy cùi bắp của mình đó anh em. Máy này là thế hệ trước rồi. Mà đánh mà nó ngon rồi á. Anh em về đánh trên mấy cái máy mà hiện tại của anh em là hơi quá đã. Rồi mình sẽ lấy cái củ nhỏ nhất nha anh em, cái củ nhỏ nhất luôn để mình đánh. Anh em bỏ vô thấy nó tí hon anh em ơi. Cái củ nhỏ này mà đánh được cái lòng lớn rồi thì những cái củ lớn đánh lòng lớn là chuyện nó rất là bình thường nha anh em. Nè anh em để thấy mình tăng nè, tăng rất là nhẹ nhàng nha anh em. Còn ví dụ như một số cũ trên thị trường nè, con số anh em làm cũng nhẹ không, con số là, nhưng mà có một số bộ mà để gọi là thương mại đó, trên thị trường là anh em cầm về anh em lắc gì không được. Anh em lắc gì là nó nặng lắm, anh em cầm nguyên cái tay nè anh em lắc. Đối với những cái mà nó lớn gì quá anh em mình tăng lên nó lên gần tới vậy đi rồi mình hãy để vô. Rồi mới vô thì cái này mới thì mình cho dầu nó vô nha. Để cho nó thấm vào đá đó nghe nè. Anh em thấy trên đây nó chạy lên chạy xuống bỏ máy rồi. Nè bắt đầu mình tăng rồi. Anh em nghe nó đã không? Đưa gần vô. Anh em nghe cái tiếng không? Cái tiếng mà nó do nè. Anh em nghe cái đá mà năng không? Rất là nhẹ nhàng ha. Nghe là nó chỉ nghe tiếng chẹt chẹt và tiếng đá năng thôi. Lấy bò xong cái mình lấy ra ngoài cho anh em xem nha. Lấy ngoài xem cho ăn cái độ đá nữa. Ví dụ anh em thấy củ đá mà nó ngắn á thì anh em tăng cái bàn lên. Củ đá dài anh em tăng cái bàn xuống để cho nó đúng hành trình. Anh em thấy nè, cái này là nó đưa nó hơi cao à. Anh em thấy không? Nó đưa hơi cao phải không? Bắt đầu đó mình tăng cái bàn lên. Đó là mình đánh thoải mái. Không ngờ một cái củ đá anh em. Khi mà mình mang về á, cái củ đá mà mình mang về á thì mình đánh á thì mình đánh nhiều lần nó mới được im. Còn cái củ đá này về là anh em đánh anh em nó im liền anh em ha. Anh em nghe cái tiếng chẹt chẹt không? Chỉ nghe cái tiếng chẹt 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 của cái đá nó ăn thôi chứ nó không có bị tê anh em ha. Tăng lên bao nhiêu nó vẫn được. Mà anh em nhớ là tăng từ từ thôi nha. Nếu mà tăng nó mạnh quá nó ép đá thì nó quan lòng ha. Bất kỳ đá nào cũng vậy. Đánh cỡ này là nó hơi bị đỉnh nha anh em. Từ mà 37 mà bung lên tới 55. Đánh nhẹ nhàng. Đó, về thì anh em nhận thì anh em thấy nó sẽ có những cái dấu gì ha. Nó không được vàng. Nó không có được vàng như cái củ đá mà mình chưa đánh ha. Đó. Còn cái đường đá nè, anh em thấy nè, nó mịn từ trên xuống dưới nè. Đó nó mịn từ trên xuống dưới. Rồi cái này đã test xong cái bộ cho anh Thanh ha. Rồi cái bộ lắc léo này là của anh Thanh luôn nha. Đó, nguyên bộ này nha anh. À. Rồi bây giờ mượn bộ lắc léo của anh Thanh là mình đánh thêm cái lòng luôn đi. Rồi. Bây giờ tới cái này là của anh Thành.
À, cái bộ này là của anh Thành gửi về. Anh em Thành lúc trước là mua một bộ mà về mà xử lý chưa, anh em chưa có giữ đó. Xài vô nó hơi bị nặng, nó rất là nặng. Nó nặng này lắm mà khi mà đánh nó cũng không ngon ha. Thì bây giờ mình tiến hành mình làm lại, mình xử lý lại hết ha, mình gửi cho anh. Nó thông thường anh em là khi mà cái bộ đánh bóng đi mà của anh em mà mua trên thị trường á thì nó đang lỏng như nè, là anh em không có cho chạy được cái ngàn gì đó, anh em cho chạy nè là không có bóp được ha. Còn bộ này là thoải mái đó, anh em thấy bóp mặt ngang rồi đó, mặt ngang rồi nè. Nó chỉ là nghe tiếng xẹt 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 của cái đá thôi. Anh em mà về mà nhận được cái bộ này về đánh chắc có lẽ là mừng lắm, tại vì trước giờ đánh trên cái bộ này mà xài không có ký. Đây mình tăng liên tục đó, đang chạy mình vẫn tăng được rồi. Nè bây giờ mình không cho nó chạy, mình không cho chạy động nè, chạy tay nè. Nè mình cho đăng kim nè, mình cho đăng kim nè, ăn được hết á. Cái bộ của mình làm á ra là mình phải cảm giác được nha anh em, bộ nào cũng nghe kẹt kẹt ha, anh em thấy không, rất liệm. Bộ đánh bóng này mà chúng ta kết hợp được dưới cái bộ lắc léo này á, anh em về làm về đánh xi lanh đã lắm anh em. Rồi cái bộ này là xong cái bộ của anh Thành nha. Xong rồi anh Thành ơi, à, thấy độ ăn không? Rất đều và đẹp. Vậy anh em sẽ nhận nó có đen đen vậy nha, chứ không được vàng nha. Rồi xong cái bộ của anh Thành ha. Bây giờ mình test cái bộ của anh Dũng ha. Mình dán cam đoan luôn nha. Cái bộ nào mà tương tự bộ này, còn bộ mà của Quay Đao của Thái thì mình không nói nha. Còn bộ mà ở Việt Nam này tương tự như bộ này là anh em đang chạy là anh em không bao giờ anh em bóp được. Nó đang chạy vậy nè. Đang chạy vậy nè mà anh em bóp cho nó tăng nè, tăng để ăn nè, là không có chịu được. Nào là mình cho ăn thêm nè. Cái bộ mà trên thị trường đó, khi mà đang chạy đó là mình bóp cái là nó bó luôn cái lòng luôn, mình không có cảm giác được. Còn cái bộ này mình cảm giác á, cái bộ này là mình khi mà mình sử dụng đó, không biết nó có vượt trội như của Thái hay không thì mình chưa có kiểm chứng hết. Nhưng mà nói về cái đầu liêm đồ mình này nó rất là tuyệt vời, mà nói một điều chắc chắn nữa là giá thành nó sẽ rẻ hơn cái bộ của Thái. Bộ Thái bây giờ anh em làm là 4 triệu mấy 5 triệu rồi, 4 triệu 8 5 triệu á, có khi có những đơn vị là nhận về tới 5 triệu mấy một bộ, và bộ mình là chỉ 2/3 thôi với cái giá tiền của bộ Thái thôi đó. Cố tình mình để cái máy cho nó để gần nghe nè, cận mình nghe cái tiếng im của nó. Anh em thấy nè, mình chứ anh em thấy là cái độ mượt của cái lắp léo nè, nó thẳng tâm từ trên dưới nè, nó kết hợp với củ đá mà nó chuẩn nữa là nó ra một cái món đồ rất là tuyệt vời anh em. Đây anh em thấy nè, nó ăn từ trên xuống dưới ha, đây nó ăn từ trên xuống dưới. Ở bên đây nhìn nó mới gõ nè, màu vàng mà nhìn nó gõ, còn cái màu này thì nhìn nó gõ à, nhưng mà ở trong video không gõ ngay, nhưng mà ở ngoài nhìn nó vẫn đẹp bình thường. Anh em thấy cái lằn đen từ trên dưới không, à, nó có lằn đen hết rồi, bên đây cũng vậy, có lằn đen từ trên dưới hết. Còn có màu vàng này nó sáng quá cho nên nhìn nó sẽ dễ gõ hơn. Cái bộ này là bộ lớn của anh Phong nè, bộ nhỏ thì nó làm việc ngon rồi thì bộ lớn thì nó càng ngon rồi. Nói chung là vậy rồi, tóm lại là đây mình có 3 size nha anh em ha. Đây mình có 3 size cơ bản, bộ con này có khách ra đi nó có 3 size cơ bản đây. Rồi mình tạm gọi cái size này là size số 1, rồi size này là size số 2, size này size số 3. Số 1 là mình sẽ đánh được từ 37 cho tới 62, thì cái phạm vi an toàn là nó 20 ly thôi, cái này nó đang là 25 ly đó. Thì bộ những ba bộ này nó đều là đánh được 25 ly hết, có khi hơn, nhưng mà mình đánh 20 ly là ok rồi anh em. Bộ này là 17 tới 62, bộ này là từ 49 tới 77, bộ này là từ 55 cho tới 83 ha. Thì anh em cứ tính đi, ví dụ như đơn giản là anh em tính đơn giản là gì, ví dụ như này 37 này là tới 57 rồi vậy đi ha. Rồi ví dụ 49 là tới 69, rồi bộ này là 58 rồi tới 78, rồi tính 20 ly thôi cho nó gọn ha, chứ cái này nó làm việc được tới 25 ly. Rồi anh em có cần những cái sản phẩm này thì liên hệ mình qua số điện thoại 0925 557 667. Và những anh em nào mà sử dụng cái đá mình mà không dĩ đó
thì cứ liên hệ mình ha, rồi mình sẽ tiến hành mình bỏ hết phần đá này rồi mình gia công lại hết rồi mình gửi về cho anh em, anh em chỉ về là để cho anh em xài thôi nha. Rồi cảm ơn anh em đã quan tâm và xin chào, hẹn gặp lại.